Chiều 26 tháng 6 tại sân vận động Trung đoàn 209 diễn ra trận tranh giải ba và tranh nhất nhì giải bóng đá nam thành phố Sông Công năm 2022. Đây là môn thi đấu thứ 8 nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Sông Công lần thứ 7 năm 2022. Giải bóng đá nam thành phố Sông Công được khởi tranh từ ngày 11 tháng 6 với sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ 11 đội bóng. Các đội được chia làm 4 đoảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn đội nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng bán kết. Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng với tinh thần thi đấu quyết tâm, các cầu thủ đã cống hiến cho người hâm mộ những trận thi đấu gay cấn và hấp dẫn. Bất ngờ lớn nhất của giải năm nay là việc đội tuyển Phường Cải Đan đương kim vô địch mùa giải năm trước đã không giữ được vị thế, bị loại từ vòng bảng. Trận tranh giải 3 của giải năm nay là trận thi đấu giữa đội tuyển Phường Phố Cò gặp đội tuyển Phường Bách Quang. Kết quả đội Phường Phố Cò giành chiến thắng và đạt giải 3. Trận chung kết là cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển Phường Lương Sơn và Phường Mở Trè sau 60 phút thi đấu căng thẳng với sức trẻ cùng chiến thuật hợp lý đội tuyển phường Lương Sơn đã giành chiến thắng trước tuyển phường Mỏ Chè với tỷ số 1-0 sau 15 trận đấu sôi động hấp dẫn giải bóng đá nam thành phố sông Công năm 2022 đã thành công tốt đẹp kết thúc giải ban tổ chức đã trao các giải cầu thủ xuất sắc nhất thủ môn xuất sắc nhất đồng thời trao huy chương vàng cho đội bóng đá nam phường Lương Sơn huy chương bạc cho đội phường Mỏ Chè huy chương đồng cho đội phường Phố Cỏ. giải phong cách được trao cho đội bóng phường Bách Quang